chào các bạn nhỏ. Các bạn ơi, hôm nay cô Linh sẽ dắt các bạn vào thăm vườn của nhà cô Linh nha. Và hôm nay mình sẽ làm quen với một cây trong vườn nhà cô Linh. Tên, đố các bạn biết bây giờ mình sẽ làm quen với cây gì? Cây gì mà có trái rất là, có gai rất là nhọn nè. Cây gì ta? À, đúng rồi, đây là cây sầu riêng. Và ở trước mặt mình đây là những trái sầu riêng siêu to khổng lồ luôn. Và hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cây sầu riêng này nha. Các bạn ơi, trước khi mà mọc cây sầu riêng á, mọc ra một cái trái sầu riêng to như vậy thì nó phải mọc ra một cái nụ trước. Đây nè, từ cái cành cây này nó sẽ mọc ra một cái nụ như vậy nè. Đây các bạn ơi, trước khi mà mình mọc thành những trái sầu riêng to như vậy thì cây sầu riêng sẽ mọc những cái nụ từ những cái cành của cái cây sầu riêng đó các bạn. Nè, nó sẽ mọc ra những cái nụ. Đây nè các bạn. Mọc ra những cái nụ như vậy. Và từ những cái nụ này nó sẽ nở hoa ra, nó sẽ nở những cái nụ này ra. Và từ cái hoa đó nó sẽ phát triển thành những cái trái sầu riêng nhỏ. Bây giờ mình sẽ đi quan sát những trái sầu riêng nhỏ nha. Đây, bên đây là một trái sầu riêng nè các bạn. Nhỏ thiệt nhỏ, phát triển từ những cái nụ nè. Đó, đầu tiên là nó sẽ nhỏ bằng nửa bàn tay của cô Linh thôi. Đó, đây là những trái sầu riêng non. Nhỏ thiệt là nhỏ. Và qua quá trình mà mình chăm sóc, mình tưới nước thì những quả sầu riêng này nó sẽ dần dần bự và to lên. Bây giờ mình sẽ đi quan sát một cái cây có những quả sầu riêng to hơn nha. À các bạn ơi, còn đây là những trái sầu riêng non, nhưng mà do không có tưới đủ nước hoặc là do nó đã bị sâu nên nó bị rụng xuống dưới đất rồi nè các bạn. Ai da, đau tay quá. Cái gai của sầu riêng rất là nhọn luôn. Đây nè, có thêm một trái bị rụng nữa nè. Ôi da, buồn quá. Và các bạn ơi, sau khi mà cây sầu riêng mọc ra những cái con nhỏ bằng nửa bàn tay của cô Linh thôi thì dần dần phát triển thành những trái sầu riêng siêu to khổng lồ như vậy nè các bạn. Những trái như vậy là nó gần chín rồi đấy. Và gia đình của cô Linh đang chờ để nó chín rụng xuống. À và các bạn quên nữa, khi mà trái sầu riêng chín thì nó sẽ rụng xuống khỏi dưới đất và sẽ có một cái mùi rất là thơm. Thì lúc đó trái sầu riêng đã chín rồi đó các bạn, và mình có thể bổ ra và ăn được rồi. Rồi hôm nay cô Linh đã giới thiệu cho các bạn làm quen cây gì ta? À đúng rồi, đó là cây sầu riêng. Nếu mà các bạn có điều kiện thì mình hãy về những vùng quê có trồng cây sầu riêng để tham quan và mua những trái sầu riêng tận vườn để mình có thể thưởng thức những quả sầu riêng ở dưới vườn quê sẽ rất là ngon và béo đấy. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của cô Linh. Xin chào các bạn.